Khánh ơi, anh thấy team nó 3D quýnh quýnh vô công ngon anh Khánh. Nó 3D như này quýnh vô công dễ vô mà kiểu anh cũng trâu á. Vô công. Rồi chắc vô công đi, vô công. Đi tâm nha. Đi tâm trước nha. Vô công thì combat còn nóng tên thì tâm đi. Biết vô công thì tin nè. Và ván thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa GameSpot và Sài Gòn Polo đã chính thức bắt đầu và chờ xem thử ai sẽ lường gần thể giành chiến thắng và vươn lên dẫn trước trên bảng xếp hạng. Tập trung nha anh em, mấy game này đầu game mình quan trọng lắm á nha, tập trung phải là đầu game vô nha. Bảy giờ có gì vậy? Bảy giờ, năm giờ, năm giờ. Cầm bắn ở đây nữa. Cầm nhìn nát đi Vinh, nhìn nát đi Vinh. Đâu có hầm áo, đâu có hầm áo. Đây, 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 đây. Rồi, đây bắn ở đây, bắn ở đây, bắn ở đây, bắn ở đây nữa. Bắn ở đâu đó mà Khánh ơi. Rồi, rồi, anh thử. Còn heal như đó, còn heal như đó. Không sai anh em ơi. Spell. Ai đây không lát, ai đây không lát. Rồi. Không không hầm áo luôn, còn sắp lát thôi, sắp còn lát thôi. Còn át nữa. Afe, át còn lát nha, Afe không lát. Lui về đây anh em, để quay này cho lên. Ok ok ok, giáp bộ luôn em, giáp bộ luôn em, giáp bộ luôn nè. Để cái nóng măng là giáp bộ luôn nè. Còn nát thôi. Đi đi canh nhìn, nếu mà chúng có nát thì cũng chơi được nha. Ok ok ok, để me trước cũng được. Có ra được không? Nói anh đúp ra hả? Đúp ra đúp ra. Không lát, không lát, không lát, không lát. Game ơi, game ơi. Chết à. Anh về nhá, bây em đóng băng không? Rồi đóng băng, đóng băng. Đi ra có thể check cho anh từ trên đấy kia. Rồi rồi, em về. Check cho anh cái đúp đi. Ok ok ok. Dưới luôn, dưới luôn, dưới luôn, dưới luôn. Hay rồi. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Nó còn máy, nó còn máy nha. Cẩn thận dừng, cẩn thận dừng, cẩn thận dừng. Nó không đánh rồi. Ưu tiên liều quay nha anh em ơi, cẩn thận dừng. Ok, không sao, nó không sao lên, không sao lên, không sao lên. ACR cho em, ACR cho em. Ê, em tự bây giờ mắc ra luôn, anh em chơi luôn anh em ơi. Ok ok. Để canh quăng gờ nè. Spell lại. Thuốc không lag kìa, thuốc không lag kìa. Chơi luôn, chơi cho em. Chơi em ơi. Nhìn 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 nó, nhìn nó. Đâu không lag, không lag, không lag. Đâu 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 đâu. Anh tự ông, tự ông, nó không lag. Em mau nha, em mau nha, em mau nha. À đây không lag. Ê, nhìn đây đây không? Ok. Đâu 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 đâu. Chơi này luôn, chơi này luôn. Ê, ai xin không lát nha, ai xin lát, ai xin lát rồi, đừng hát lát rồi, đừng hát lát rồi. Ai xin không lát. Đừng không kính nha. Kệ nó cho vô trước, em ra ra bốc rồi, ra gần bốc rồi, ra gần bốc rồi. Này, điên này. Nó chưa đam, chưa đam, phải thử kính một cái không, thử kính một cái đâu. Này, học kính nè, học kính nè. Rồi, nó đâm, đâm. Nó vẫn chưa đam nha, em cứ đứng mít thôi. Nó đam em đâm bốc rồi. Đừng chung, để không, đừng chung. Ê, nó tên nét kéo đi, nhìn lên em. Nó tên nét kéo đi, nhìn nè. Đừng cứ xong rồi bốc anh em, không bốc em. Làm cái đúng đam luôn, sao em ơi. Nhìn ra, nhìn ra, anh đứng bốc rồi, nhìn em ơi. Để con chắc, để con chắc, để con chắc nha. Nó chơi nè, nó chơi không lánh nè, nó chơi không lánh nè. Anh lui về cái, anh lui về cái. Ê, chết rồi, chết rồi kìa. Ê, 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 giác này, giác này, giác này, giác qua, đang qua, đang qua, đang qua. Lý được không? Được, 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 được. Quýnh can này mà. Ai can này mới chết á, quýnh can này mới chết á. Rồi, end game. Cái này luôn. Nó giao điện nha, đừng cho tụng kiếp nha anh em, nó giao điện á. À đây á. Đừng cho tụng kiếp. Ra đây còn gờ, đây còn hồi máu luôn nè. Nó bóng bóng kiếp á nha. Hai em bó nó full lát nha, hai em bó. Lên tay được, lên tay được. Nhìn nó phê, nhìn nó phê á. Ok, rồi, không bất ngờ luôn nè. Kia ra gì lên được. Đây can gờ nha, đây can gờ anh em. Ok. Anh đây 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 đây. Và câu trả lời là có Gamesy Sport, họ end được và họ vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu rất là kinh điển đến từ Gam và cả Sài Gòn Buffalo. Nói chung là bây giờ mình đánh đội hình này nó có một cái đâu, mình chỉ cần đi ra xong mình cắm mắt thôi. Một là mình cắm mắt công được nó, hai là mình cắm mắt thủ được mình. Để mình phòng nó, cái việc nó chiếm nó cướp rừng mình thôi, còn nếu nó không có rừng mình thì mình thủ với mình không sao hết. Team nó 2 AD, nó có... Never! Rồi cứ nói dạ. Nó có video con gai. Nó ra kiểm soát thì anh em để ý cái ulti của tụi nó nha, cái mập.
mình là team mà cần phải có duy trì bóng trước, xong rồi nguyên team chạy gặp chạy chung với nhau lên nha nha Vinh. Mày đeo mày chạy chung với ngoài mình lên, đẩy lên đẩy lên đẩy lên, ừ, đánh cua vào nhau, đánh chụp chụp với nhau cũng được, cố lên anh em. Chúng ta chính thức đến với ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Gam và Sài Gòn Buffalo. Những cái lối cắm chọn rất đột biến đến từ cả hai đội ở trong ván đấu thứ hai này. Tôi nhìn nha, 5 giây. Để ý thời gian anh ăn sáu bái nha, là 3 phút thành xong. Đây, từ năm giây. 4, 2 kiều cái, 2 kiều cái. Phá quay. Đây nhìn nè, đây nè. Đây nè. Quân ta đi dừng. Đây không phải. 5 giây cho đúp. Rồi, đưa lùi lại cái nha. Bắn nó nửa cây nhanh khánh. Rồi, để ý 3 phút nha. Mau cây nó có thể nhanh hơn anh một xíu á, nên là để ý 3 phút. Đây không phải, không yêu. Em mình không có thiêu đốt nha, em có thiêu đốt. Ê, dừng xuống đây, dừng xuống đây. Đang chờ tin, phê chờ xíu, phê dừng không lát nha. Đâu được nha. Trong bụi. Ê, tới. Anh bên phải, chơi dừng không lát. Anh có em thôi. Anh nghe cho gì anh nghe gì lấy ra, anh nghe gì lấy ra. 5 giây, sụp nó cho lát. Ok. Theo luôn nữa, em theo nữa. Anh có em cho gì nhá. Cái em đi qua được nhá. Đúng rồi. 5 giây cho đúp. Ok, theo được. Ê, mọi người, Không lát, kia. Thế này mới được em. Ok, được. Cho gì nó trước, anh nghe gì nè. Tăng cái gì? Ok. Gì nên tăng á. Rồi, mới được chậm không lát nha, cái gì chứ? Em không cần cover nha, cần găng này xuống chứ không cần cover nha. Ờ, anh đi thẳng xuống chứ thẳng sụp được à? Ờ, quay này găng được á, quay này găng. Ê, thằng mới nó nhắm xuống như này em ơi, nó vừa nhắm nha. Ê, con này luôn, dừng Quýnh tao mạng luôn. Hay nè, cười hay được. ATP top giữ sẽ giải nha, ATP top rồi nha. Rồi, ok, bóng không sao đâu, Thằng mới đi máu rồi anh em ơi, sao đâu. Ok. Vinh thấy gần đó là nhìn bóng nó liền nha Vinh. Rồi, bây giờ nó diễn cái dưới nó diễn cái gần gì còn chiêu gì không đây em mau nha, nhanh khánh. Rồi, không sao đâu. Lời á, lấy được chủ top luôn á, lời á. Rồi. Thôi máu khánh. Hết rồi. Xuống nha, bỏ đèn xuống chưa? Bỏ đèn xuống. Rồi, ok, cứ xuống đi, anh nhìn máu cay. Máu cay có lát, Hai giây của em phe. Đang tới nha. Đừng đứng biết nha, đừng xuống nha, để nó đây luôn rồi, Nhìn chơi rừng đó, Có hay sao với tôi anh em? Ok, Em kéo luôn. Rồi anh nghe. Có người đi theo. Sao? Milo nó lại. Sao? Sao mình báo hơi trễ này mà lo nhìn hết quá. Mình vẫn khỏe á. Phê trên đẩy xong nhìn. Phê lui xíu phê. Ê, mình có đúng nha. Anh cũng đi em biết nha. Ê, chơi biết. Ê, nhìn tôi biết. Có vô không? Nhìn biết em, tôi biết nè. Anh đang quay lại, anh đang ra. Quay sau lưng. Chết rồi. Sập nó luôn rồi. Ai với sập nó. Tấm nó không gờ nha anh em. Em rồi cho tin không sao đâu tin này. Không sao. Một sự lưu kêu cho em phê rồi anh em ơi. Rồi, quýt bó rồi. Nay em quýt kè này với em phê này cho nó mụ. Ok, người phê. Em sẽ vô phê rồi, nó không nghe phê. Ok. Thấy qua đây rồi. Đây, anh em ơi. Đang nhìn. Ờ, đây xin ra nó. Bỏ,
sai, chạy nhanh, bỏ anh em ơi. Ok, bỏ nha. Cover rồi. Được rồi. Em đã qua nha. Cover gì anh em ơi? Nhìn được nhá. Đây anh em. Rồi. Bút e được anh em. Bút e thằng mới yêu máu rồi anh em. Nhìn vào cái thả giải game nào, Rồi, em được chưa? Em đã tắm, vô em. Anh nghe được kìa. Nhìn búp bê bắt đầu mít ra nó không rồi, vô em game anh em. Tôi về. Đép xứ giả. Cô nhìn. Em luôn anh em ơi. Mít không rồi nha. Ok mà. Được bóc em. Cơ tơ. Dí luôn chứ. Có dầu anh em ơi. Đây ra nha, mà chả được á. Đáp chùa. Đi chùa thả đi, vô nha. Đây. Ok. Dí kia luôn em ơi. Đám chùa đi anh em. Bảo cho đi anh em. Game thôi. Anh lại. Game này trở lại anh em ơi. Trở lại nha. Rồi. Sport, vị vua đã trở lại. Gam nói rằng thời điểm hiện tại mới là thời điểm cuộc đua bắt đầu. Cuộc đua VZ bây giờ mới bắt đầu cho Gam khi mà họ đang có một cái trận thắng thật sự rất thuyết phục